Và bên này đây là 5 dòng kiếm giống của nhà em. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng dòng nhé. Em sẽ lấy xuống dưới để cho cô chú anh chị có thể dễ nhìn hơn này. Mọi người có nhìn thấy cây kiếm giống. Đây là 5 loại kiếm hàng đột biến gieo hạt 1 năm tuổi của nhà em Thảo nhá. Đó, anh chị em có nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một cây của nó khoảng từ 6 cho đến 8 lá. Cây hàng cây giống này em Thảo quay gần thì nó có thể to, nhưng mà ngoài thì nó cũng không to lắm đâu ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh, nên là cô chú anh chị sau 1 đến 2 năm thôi thì nó sẽ đẻ cho chúng ta những cái nhánh mới này. Cây của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và bình thường những chậu đẹp như này khoảng từ 6 đến 8 lá, cây giống này em Thảo bán 120 đến 150 đúng không ạ? Hôm nay em tri ân là 70.000 một chậu. Đó, khi mà mua 5 chậu combo 5 chậu là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan nữa nhá. Em thấy quay này đầu tiên đó chính là kiếm vị hoàng. Đó, khoảng từ 6 đến 8 lá này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiếm vị hoàng hay gọi là rồng vàng đúng không ạ? Biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những cái cây lan mang vị thế quân vương, bởi vì vẻ đẹp của nó rất là xuất sắc. Cây mẹ của nó cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, toàn diện về cả củ, lá và hoa luôn đúng không ạ? Và hoàng long hàng va của nó, nếu mà chúng ta mua hàng chuẩn của nó đấy ạ, hàng chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 5 cho đến 10 triệu một củ đúng không nào? Đây là một tấm vé số cho chúng ta săn cho mình những mặt bông kiếm đẹp. Và bây giờ thì kiếm đang được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ trông, rất là dễ chăm. Đó. Tiếp theo đó chính là kiếm Phan Chí, một cái dòng kiếm với mặt bông mẹ rất là đẹp, mọi người có nhìn thấy này, cổ lá của nó hình chữ V, cây của nó khoảng từ 6 đến 8 lá, em Thảo quay gần như này thì nó to thôi, ở ngoài nó nhỏ nhỏ thôi nhá. Đó là hàng kiếm giống mà có 70.000 một cây một. Và tiếp theo nữa đó chính là kiếm xanh Huế mặt bông mẹ, đây cả nhà nhìn này các bạn. Đó, với dòng kiếm xuất xứ từ Huế đúng không ạ? Đó, đơn giản gọi là kiếm Huế. Nó được mệnh danh đó chính là kiếm vô vi đúng không ạ? Vô vi đó chính là bởi nét đẹp thuần khiết của cửa hàng va đúng không ạ? Vô vi nghĩa là vượt lên những vô thường, như một đóa sen vô nhiễm với bùn lầy. Đó, cây này là kiếm này, nói chung là nói về ý nghĩa của nó thì rất là đẹp và rất là xinh. Một tấm vé số cho cô chú anh chị. Tiếp theo là kiếm vị hoàng. Đó, kiếm vị hoàng cả nhà các bạn nhìn thấy này, đó là một trong những cái cây kiếm quốc dân đúng không ạ? Bởi vì nó là có rất là nhiều những cái nét đẹp với vẻ đẹp toàn diện đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ rất là nhỏ thôi, em đo cho mọi người xem này. Đó, khoảng từ 10 cm thôi. Đó. Mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đấy ạ. Và cuối cùng là kiếm vàng củ chi. Kiếm vàng củ chi nếu mà mua hàng va của nó chuẩn thì nó rơi khoảng tầm 10 triệu một củ đúng không ạ? Đó, tùy củ lớn bé. Và kiếm vàng củ chi được mệnh danh là cây kiếm trấn môn đúng không ạ? Bởi vì nó có nguồn gốc xuất xứ từ củ chi này. Đó, mọi người cũng biết là củ chi là cái vùng đất thép đồng đó ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn đúng không ạ? Và cô chú anh chị khi mà mua combo 5 cây là 350.000, em Thảo bao ship và sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị một lọ thuốc nhá. Đó, kiếm giống rất là đẹp này. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ chiên quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến. Những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như này, đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh đấy ạ. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhá. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000 đã có ship nhá cả nhà nhá. Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó. Và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ? Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình. Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó.
hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ. Nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao, mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó. Thứ 9 là cây phi điệp hồng Minh Châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó. Combo may mắn 350.000 gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Cây rất là đẹp luôn. Đó. Combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ? Combo này gồm có 10 loại 350.000, đã bao gồm cước nhé cả nhà nhé. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây đẹp lắm. Này, 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ? Cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em Thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bò này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó. Vì còn rất nhiều mặt hàng nên em Thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này. Mọi người thấy cây xinh không? Mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân. Phi điệp nù 68. Phi điệp sơn điền cánh mai. Phi điệp lộc bắc. Phi điệp easo. Đấy, bệt easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng mập mập này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp đắc lây. Và cuối cùng là cây bệt núi chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em Thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo thịnh vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cắt tường. Combo cắt tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhá. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng Minh Châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng liên anh. Hồng yên thủy này. Hồng gia lai. Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng ươm ki hàng va về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút đấy ạ. Tiếp theo là hồng á hậu.
Hồng Thiên Cung này. Và cuối cùng, đây là hồng mắt ngọc, một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cát tường này em Thảo bán 350.000 đã bao gồm tiền ship nhé cả nhà nhé. Và bây giờ em Thảo sẽ quay tiếp những cái mặt hàng khác nữa ạ. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị gọi nhìn thấy mỗi một chậu của nó hiện tại đang đi ngọn rất là lực này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn ạ. Đáp ứng được yêu cầu của người chơi là chơi thân này. Đã chơi thân lại còn chơi lá đúng không ạ? Thân của nó rất là mập mạp này, lá của nó là lá xếp mít. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo là cái dòng này dòng thân xanh nên là chúng ta là một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Và trong hoa lan thì khi mà chúng ta đã chơi hoa lan rồi thì sổ ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ đúng không ạ? Đấy. Năm cái trắng bạch tuyết ngày hôm nay bình thường những chậu này em Thảo bán là 250. Nhưng mà em Thảo tri ân nhân dịp cuối tuần với giá là 295.000 một chậu một cặp như em Thảo đang cầm trên tay này đây. Đó. Cây cao từ 19 cho đến 20 cm, có cây cao 17, từ 17 đến 20 cm, mọi người nhìn thấy ạ. Dòng lá này rất là đẹp luôn, dòng thân xanh rất là xinh. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, cũng là cây 52 của nhà em. Đó, mỗi một chậu của nó gồm có hai thân. Mặt bông mẹ rất là xinh và đẹp đúng không ạ? Bây giờ hiện tại mà giao dịch trên thị trường thì cũng phải mấy triệu cho một centi đúng không ạ? Đó. Cây cao từ 10 đến 12 cm. Một chậu gồm có hai thân rất là đẹp đúng không ạ? Em Thảo bán bình thường những chậu này là 250 một chậu, hôm nay em bán là 295.000 một chậu như này. Đó, nếu mà bây giờ chúng ta mua lẻ là em Thảo bán 200.000 nhá. Đó. Và tất nhiên là tất cả các cô chú anh chị khi mua hoa lan của nhà em Thảo ngày hôm nay thì cũng đều được tặng một gói siêu lân đúng không nào? Đó, rất là đẹp và khỏe cây, mọi người nhìn thấy này. Đó. Và cô chú anh chị khi mua một cặp là 5 cái trắng Phú Thọ và một cặp 5 cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng bán là 295.000 cho cô chú anh chị yêu mến để chúng ta săn vé số nhá. Đó, rất là đẹp cây. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Lâm Sung rất là đẹp của nhà em Thảo, mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Cây cao khoảng từ 14 đến 15 cm rất là đẹp đấy ạ. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, em Thảo bán lẻ là bình thường những chậu này là 240.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 295.000 được một cặp này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể lấy cả 5 cái trắng Phú Thọ hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung, hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung với 5 cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng đều bán với giá 295.000 thôi nhé cả nhà nhé. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp đấy ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng, bởi vì cây của nó cây nào. Vì số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là em Thảo đã đóng gói sẵn để gửi cho cô chú anh chị đi ạ. Tất cả những cây hoa lan đẹp như thế này thì sẽ chuẩn bị đến tay tất cả các cô chú anh chị yêu mến hoa lan nhá. Và hôm nay thì hàng về rất là đẹp nên là em Thảo được rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ. Đó, bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng đi ạ. Đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân của nhà em Thảo, em lấy xuống dưới này thì để cho cô chị dễ nhìn hơn nhá. Hồng mỹ nhân, một trong những cái mặt hàng rất là chạy của nhà em Thảo, đây là hàng gieo hạt đúng không ạ? Nếu mà nói về hàng va, hàng ươm ki của nó thì rơi vào khoảng tầm 25 cho đến 20 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Đây là một tấm vé số cho cô chú anh chị muốn sưu tầm cho mình những mặt bông đẹp. Và dòng này thì mọi người nhìn thấy này, thân lá của nó cũng rất là đẹp luôn ạ. Nếu mà chơi thân chơi lá thôi thì đã cực kỳ là đã đời luôn đây. Đây mọi người nhìn thấy cây rất là đẹp. Đây ạ. Đó, rất là xinh. Bình thường những chậu này em Thảo đều bán 300.000 đó ạ. Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 250.000. Khi mà cô chú anh chị mua hai chậu, em Thảo bán với giá là 500.000. Em Thảo bao ship cho mọi người. Anh chị em có nhìn thấy đúng không ạ? Cây đang đi ngọn rất là lực nữa. Và tiếp theo một cái dòng hoa rất là đẹp và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến nữa, đó chính là cây phi điệp hồng Yên Thủy. Nếu mà nói về hàng ươm ki thì nó rơi khoảng tầm 15 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Với mặt bông cực kỳ là xinh đẹp và xuất sắc. Đó, đây là hàng hạt cây 52 nên là tới này sẽ cho mọi người mặt bông luôn đấy ạ. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy dòng thân của nó là khoảng 2 đến 3 thân, cây cao khoảng từ 18 cho đến 22 cm. Cây rất là xinh và dễ thương đấy ạ. Hàng vừa mới về nên là em Thảo quay giới thiệu cả nhà luôn. Và hồng Yên Thủy nhà em Thảo cứ về bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu, mua hai chậu em Thảo bán 500.000, em bao ship cho mọi người. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Nó bình thường những chậu này em Thảo toàn bán là 320 đấy ạ, có nhiều thân nhiều ngọn, từ 2 đến 3 ngọn nhé cả nhà nhá. Có thể nói hồng Minh Châu là một trong cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Nhà em Thảo cứ về mấy cây hồng này là hot lắm, bởi vì mọi người biết rồi ạ, chơi năm cánh trắng là hàng quốc dân đúng không ạ? Chơi hồng mới là hàng đẳng cấp đúng không ạ? Và đây là những tấm vé số cho cô chú anh chị muốn săn cho mình những mặt bông đẹp. Và dòng này thì chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đẹp luôn rồi, mọi người nhìn thấy không ạ? Hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, đẹp chưa?
Cây từ 2 cho đến 3 thân, cao khoảng từ 18 cho đến 22 cm. Em Thảo bán bình thường những chậu này là em Thảo bán với giá là 300 hơn đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán với giá là 250.000. Em Thảo bao ship cho mọi người nếu mà mua từ 2 chậu. Đó, chúng ta có điều kiện chúng ta mua 2 chậu đi, về chúng ta trồng vào một chậu như này thì cực kỳ là đã luôn. Và đây là những chậu cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây, mọi người nhìn thấy xinh chưa? Đấy, đẹp chưa? Đẹp mê ly luôn. Em Thảo đang cắt nước để gửi cho mọi người luôn này. Phi điệp 6 mắt thăng long em Thảo lấy xuống dưới này quay cho rõ hơn nhá mọi người nhá. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, 1 đến 2 thân, chủ yếu là 2 thân rất là nhiều. Có cây thì có 3 thân xinh lắm này. Đó, dòng thân của nó cực kỳ là đã luôn. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực. Tất cả những cây này nãy em Thảo tưới cây nó là nó hất qua này, nó hơi ướt một chút xíu. 6 mắt thăng long mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Đây là hàng hạt cây năm 2. Đó, 6 mắt thăng long đây là lô thứ 2 trong năm nay nhà em Thảo mới có bán đấy ạ. Năm ngoái là em hết sạch hàng luôn và rất nhiều cô chú anh chị năm ngoái có sổ ra những mặt bông rất là đẹp. Đó, em Thảo bán bình thường những chậu này là em Thảo bán với giá là 300 hơn đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán với giá là 240.000 một chậu. Mua 2 chậu như này, em Thảo bao ship cho mọi người nhé. 6 mắt thăng long 240.000 một chậu, xinh xắn dễ thương. Và cuối cùng một dòng hồng nữa, đó chính là hồng mắt ngọc mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn và là một những cái dòng hoa rất là hot đúng không ạ? Được rất nhiều cô chú chị yêu mến, nhà em Thảo về bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn đấy ạ. Cây đang đi ngọn rất là lực, mọi người nhìn thấy này. Đó, cây đang đi ngọn rất là lực. Hồng mắt ngọc này. Đây mọi người, cây này, cây của nó cũng cao khoảng từ 18 đến 22 cm, mọi người nhìn thấy xinh chưa ạ? Đó. Em Thảo bán hồng mắt ngọc 250.000 một chậu. Mua 2 chậu như này, em Thảo bao ship cho mọi người nhá. Đây. Mua 2 chậu như này em Thảo bao ship cho mọi người vì hàng vừa mới về nên là em Thảo quay luôn. Đó, và vì là em ghép mặt bông nó hơi lâu này, mọi người nhìn thấy xinh chưa? Rất là đẹp luôn, mê ly luôn ạ. Và trên này đây là những chậu trầm đột biến của nhà em, hay gọi là trầm va đúng không ạ? Đó, trầm va với mặt bông trắng tinh luôn, thơm lắm. Nói chung là trầm thì là nằm trong top 10 loại hoa có mặt bông xinh đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Không những vậy mà nó còn thơm. Ôi, nói chung là trầm này rất là thơm. Cây của nó dòng một thân rất là đẹp, đang đi ngọn này. Em Thảo lấy xuống dưới này quay rõ hơn nhá. Đây là hàng em đóng gói gửi cho mọi người đây. Đây, lấy vào trong nhà quay rõ hơn này. Đó, mỗi một chậu cao khoảng 30 cm. Hàng mọi người nhìn thấy này, cái rễ của nó này. Đó, cái rễ màu xanh này rất là khỏe cây đúng không ạ? Trầm va rất thơm, em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm luôn ạ. 230.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người nhá. Hôm nay rất là thoải mái khi mà em Thảo bao ship cho mọi người đúng không ạ? Nên là cô chú anh chị yêu mến thì ủng hộ em Thảo nhá. Đây, xinh lắm này, một đôi như này về cho nó có cặp đúng không ạ? Đó, trầm va. Trầm đột biến màu trắng tinh luôn. Và ngày hôm nay nhà em Thảo còn có một vài chậu năm cái trắng hiển oanh và năm cánh trắng mắt mờ hải dương này. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, cây rất là đẹp này. Cây của nó cao khoảng từ 15 cm. Đó, cây cao khoảng tầm 15 cm. Cây dòng thân xanh sạch rất là đẹp này, đang đi ngọn rất là lực nhá cả nhà nhá. Năm cái trắng hiển oanh nếu mà nói về hàng va của nó rơi khoảng tầm 4 triệu 1 cm đúng không ạ? Một chậu em Thảo đang cầm trên tay này là rơi vào khoảng tầm mấy chục triệu rồi. Đó, không phải ai cũng chúng ta cũng có điều kiện chúng ta bỏ ra mấy chục triệu để ra chơi hàng va đúng không ạ? Đây là một tấm vé số cho cô chú anh chị yêu mến. Nó là hàng hạt năm 2 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Em Thảo bán tri ân quý khách hàng với giá là 295.000 một chậu. Nếu mà mua lẻ là em Thảo bán 170.000 nhá. 295.000 một cặp này. Đó, nếu mà chúng ta mua từ 3 cặp trở lên thì em Thảo sẽ free ship cho cô chú anh chị. 3 cặp tức là 6 chậu đúng không ạ? Còn bên này là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng mắt mờ Hải Dương. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa rất là nổi tiếng ở Hải Dương đúng không ạ? Nếu mà nói về centi của nó thì nó cũng rơi khoảng tầm 3 cho đến 4 triệu 1 centi đúng không ạ? Đó. Em thì còn có vài chậu thôi thì em Thảo cũng bán trên quý khách hàng với giá là 295.000 một cặp. Mua lẻ là em Thảo bán 170.000 nhá. Chúng ta có thể mua một cây 5 cái trắng hiển oanh với một cây 5 cái trắng Hải Dương thì em Thảo cũng sẽ đều bán là 295.000. Và khi mua hàng thì một cặp em Thảo cũng sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón cao cấp nhé. Đó, xinh chưa? Về dòng cây này thì em Thảo số lượng không còn nhiều nữa đâu. Mỗi một cây của nó một cái là 6, một cái là 5 thôi.